Hả? Dạ. Hướng này hướng gì? Hướng gì này? Căn này à, 2 lầu 1 trệt, 3 lầu 1 trệt chứ. Em mở hết cửa lên cho anh với được không? Mở hết cửa. À quên rồi, xin lỗi, bật bật điện cũng được. Nhà mình có thang máy đúng không? Bật điện lên tí. Anh quay cho má xem đây. Được cái gì? Em đồng ý cái gì? Dạ. Dạ, ok. Em là chủ nhà hay như thế nào? Không, con là con của chủ nhà. À, con chủ nhà. Chủ nhà tương lai đúng không? Không. Không sang tên cái là chủ nhà thôi, cái gì đâu. Em bật điện hết lên đi. Phòng khách rộng nha. Căn biệt thự này là chiều ngang bao nhiêu, chiều rộng bao nhiêu anh trai? 300 mét vuông đúng không? Căn biệt thự này 300 mét vuông má ơi. Rồi. Đi lên lầu ha. Đi thang máy. Thang máy này là bao nhiêu ký đây? 10 người, được 10 người, cỡ 300-400 ký. Thang máy siêu vip luôn. Bật điện cho chú ơi. Bật hết. Đây là khu vực phòng đọc sách quý vị. Đọc sách cho chúng ta đây. Khu này là gần Khang Điền quận 2. Còn trong sổ là căn này ở quận 9 quý vị nhé. Siêu VIP luôn. Nhà 3 lầu 1 trệt, có thang máy. 300 mét vuông. Cái nền lắp gỗ hết quý vị nhé. Đấy, nhà vệ sinh điện tự nhiên, phòng tắm riêng biệt, phòng ngủ này rộng mênh mông, màn gió view bên hông cây bằng lăng. Đây là biệt thự của nhà hàng xóm. Đây là căn biệt thự đơn lập siêu VIP luôn. Đây là phòng của khách các vị nha. Còn đây là phòng của làm phiền em tí. Phòng số 2 má nha. Rất là rộng. Rồi, ok. Có nhà vệ sinh Ở phía trước này có phòng không? Bên đây này. Có em trai đang làm việc văn phòng nên là chúng vẫn không tiện quay lắm. Còn phòng này là phòng đôi của hai em bé này đúng không? Dạ. Đấy, hai em bé là hai phòng này. Tha hồ mà quậy. Đấy. Rộng mênh mông. Nhà con có mấy anh chị em? Dạ, ba đứa. À, ba đứa. Tủ quần áo này, hai bên rất là nhiều. Đây, ở giữa chúng ta có máy lạnh Mitsubishi. Trong này là khu vực vệ sinh. Phòng tắm ngăn cách kính cường lực. Đấy, lavabo rửa mặt, gương soi, hai cậu em, hai cái. Bên đây là phòng vệ sinh. Đấy, phòng vệ sinh riêng quý vị nhé. Đây là hệ thống vệ sinh. Đấy. Vị thế vệ sinh cực xịn sò luôn, rất là xịn sò đúng không ạ? Biệt thự đại gia không xịn sò sao được. Đây là phòng đọc sách, phòng làm việc. Đấy, ban công trước đây. Phía trước chúng ta có một khu để đậu container, nhưng mà khu này thì chỉ là đậu tạm thời thôi đúng không ạ? Còn trong tương lai thì chắc chắn sẽ những ngôi biệt thự này sẽ mọc lên ở khu vực đó. Bây giờ chúng ta lên lầu nữa hả? Lầu mấy nhỉ? Lầu 2. Thang máy xịn chưa quý vị này? Ui trời. Đấy. Thang máy này thì thường thường là 450 ký. Mấy gia đình 450 ký. Xung quanh là lát dán vân gỗ hết. Con cứ bật điện lên cho chú. Đây có bức tranh tự vẽ quý vị này. Đấy. Cụ
của cái nghệ sĩ và coi như là họa sĩ gì đấy. Sapa hả? Wow, đấy, không phải dạng vừa nha. Sapa miền Bắc. Phòng khách số 2 đúng không? Thư giãn cho con cho cái, nói chung ra đây ngồi xem tivi không phải xuống dưới. Trong phòng cũng vậy, đầy đủ luôn. Ui trời. Hôm nay chắc có bố mẹ hả? Dạ, đây phòng master. Phòng master của bố mẹ. Ban công. Ban công view của VIP luôn này. Đấy, ban công. Trời đất quý thần ơi. Bên đây là khu Khang Điền. Chuyên biệt thự cao cấp. Phía trong này là có gì đây? Đấy, nhà đại gia, nhà giàu, người ta đi làm, người ta ngủ xong người ta làm dậy quý vị này. Còn nhà mình thì ngủ xong là cứ để chăn nhoàn tùm lum ấy. Ôi trời ơi. Nhà vệ sinh ở trong này. Ừ. Vệ sinh riêng, phòng tắm riêng. Hai bồn lavabo rửa mặt. Đây là bồn tắm nằm. Đấy. Đây là phòng tắm riêng. Còn đây là nhà vệ sinh riêng quý vị nha. Ôi trời ơi. Nhà vệ sinh riêng quý vị nhá. Đấy, cửa sổ bên kia view bên hông. Còn đây chúng ta có một vườn cây cảnh này. Vườn cây cảnh thiệt luôn nha quý vị nha. Quái này bằng ấy đâu. Đó, nhìn sang nhà hàng xóm. Khi chúng ta tắm rửa thì đương nhiên chúng ta sẽ kéo màn lại đúng không ạ? Đấy, lavabo rửa mặt gương soi. Ui chà. Đấy, dầu tắm sữa tùm lum hết. Đây, phòng tắm riêng là ở đây, phòng vệ sinh riêng, bồn tắm riêng, lavabo rửa mặt gương soi nữa. Nguyên cái hệ thống này là mất mười mấy mét vuông rồi. Tủ quần áo, trang sức. Tủ quần áo của nhà đại gia quý vị nhìn. Ui chà. Trang sức của họ này. Toàn là son phấn nước hoa đồ xịn. Còn đây này, dây lưng này, vòng vàng này, vàng rất nhiều nha. Đồng hồ này quý vị nhìn. Đây là hôm nay có chủ nhà ở đây, Tuấn Nguyễn xin phép quay tí, chứ không có chủ nhà thì không dám, họ không dám mở cửa cho mình quay đâu. Toàn đồ xịn thôi. Đây, túi sách là của những cái diễn viên, người mẫu này quý vị này. Chuyến sưu tầm hàng xịn đây. Cu xì, cúc xì gì đấy ở đây hết quý vị nhá. Rồi, ok, chúng ta lên lầu khác đi cháu. Đấy, tủ quần áo này. Wow, máy lạnh Mitsubishi ở đây. Đó. Siêu của VIP luôn. Phòng ngủ này. Ôi trời. Sống ở những cái căn nhà như thế này thì quý vị cảm giác như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ lên lầu 3. Đây, tay cầm này quý vị này. Vân gỗ hết nha, đây là gỗ tự nhiên. Còn trên này là vân gỗ. Nhà này thì thế hệ nào cũng sinh sống ở đây ok đúng không ạ? Có thang máy. Đây. Đúc hết quý vị nha. Đây. Bật điện cho sáng lên cho chú tí vào. À, đây. À, cho Tuấn Nguyễn quay phòng thờ tí để à đây, phòng thờ đây. Quay ở dưới thôi quý vị nha. Đây. Rất là lớn. Đây. Đúc hết trên lập ngói đúng không ạ? Đây là đúc hết. À, đây là đầy đúc này. Đấy, trên lập ngói đây có pha chút tầng chỉ thạch cao. Bên này là view bên hông. Trên này gia đình vẫn sinh hoạt trên này đúng không ạ? Ủi quần áo với lại các cháu bé cũng chạy xe chạy cổ trên này. Đấy. Nói chung là còn đây là kho để đổ để cái đồ vật dụng với lại vali túi sách mỗi khi mà đi đánh gôn với lại chúng ta đi máy bay mới biết là chúng ta về chúng ta bỏ các vali túi sách lớn trong này. Đây là khu vực chân phơi. Đó, máy giặt các thứ ở đây. Còn bên này là gì? Phòng của à, phòng người giúp việc trong đây. Có người giúp việc là người trong đây đúng không? Rồi, đấy, quý vị nhá, người giúp việc ở trong đây. Đó, nhà đại gia thì người ta luôn luôn là có người giúp việc. Bây giờ chúng ta để cho chú đi thang gỗ xuống đi. Mình đi thang máy rồi. Bây giờ chúng ta trải nghiệm thang gỗ chút xíu. Thang bộ thì chúng ta lát gỗ hết quý vị. Một căn biệt thự của đại gia thì đúng là ôi trời. 300 mét quý vị nhá. Đấy. Bậc cầu thang lên xuống dán gỗ hết.
đẹp lung linh như thế này. Bố mẹ con bán căn biệt thự này à, giờ mình sinh sống ở đâu? Con chưa biết mẹ không nói. Không nói à? Nhưng mà chắc bố sẽ ở quanh đây, tại vì ông bà ở gần đây. À thế à? Đây, chú Nguyễn sẽ quay lại tí ở bên ngoài nữa để cho quý vị. Sao con biết? Tại vì con người Thanh Hóa. Ôi thế à? Nhà con người Thanh Hóa mà. Ôi thế à? Bố con Quảng Sư. Ôi trời, chú Tịnh Gia sát bên này. Sao biết Tịnh Gia không? Biết. Ôi thế à? Thế con biết Tịnh Gia à? Biết. Ồ thế lại đồng hương của Tuấn Nguyễn nữa quý vị ạ. Sao mà dân Thanh Hóa làm giàu? Ừ. Thì là con lại phải đi qua Phú Còng qua cái mấy tới Quảng Sương. Ôi chà, rất lại lại một chủ nhân của ngôi biệt thự người Thanh Hóa nữa quý vị. Sao người Thanh Hóa mình giàu thế? Chà, toàn mua nhà đẹp ở sao mà trên mạng nói ý nhỏi lên người Thanh Hóa mình chú nhức cả đầu. Vâng. À, đúng rồi, con cứ mở mở ra cho chú quay quay tí. Wow, phải nói là siêu của đỉnh luôn. Đây. Bàn ba này, bàn ăn này quý vị nhá. Bàn ăn là 8 ghế bằng ghế nệm hết, mặt bàn đá. Đây là cái bếp của gia đình, là nhà căn biệt thự nào thì người ta cũng phải sắp đặt và bố trí như thế này thôi. Nhưng mà thực ra người ta ít nấu lắm, nấu ít nấu để cho căn biệt thự nó thơm, đúng không ạ? Không ám cái mùi ấy. Còn bình thường là có người giúp việc, người ta nấu ở ngoài này quý vị này. Ờ, nấu cá, nấu vitamin mùi mùi chút xíu. Thì mình nấu ở đây quý vị nhá. Ở đằng sau chúng ta có một cái khế rất là to. Đây. Cái khế ngọt thấy chua đây. À đấy, khế ngọt đây cả bên hàng xóm cũng dùng chung được. Đây mát quý vị này, không gian mở phía sau 300 mét quý vị nhá. Rồi, được rồi, đây rồi, chú quay này là ok rồi. À bên kia nó cũng không gian. À thông bên đây gì? Ở đây để cho quý vị nhìn ở phía sau tí này. Không gian này, ở đây là ốp, ốp đá tự nhiên hết này nhá. Đây là nó không có mục tường ẩm mốc rêu phong gì được quý vị nhá. Phía sau chúng ta có một cây hoa bằng lăng rất là đẹp. Ui da. Cực kỳ đẹp. Đấy. Không lau ngồi, không lau chùi, tức là chủ nhà bây giờ đi làm kiếm tiền không à, có thời gian đâu mà ngồi. Về chiều cũng mệt lắm rồi, đâu có thời gian đâu nữa đúng không? Ăn cơm. Ừ, ăn cơm xong cái nằm ngủ mất tiêu rồi, mệt quá mà. Đấy, không gian phía sau này quý vị này, phía bên hông, xin lỗi quý vị, phía bên hông hai bên đều vậy, bên kia là sân xe hơi quý vị nhá. Vì để xe Honda với là một cái bếp di động, nó đúng là như vậy. Đấy, đây là bên hông. Ở đây là phía sau. Còn chúng ta lại đi ra cái phía hông ở bên này nữa. 300 m. Full thổ cư luôn. Đấy, con có biết ba nói giá bao nhiêu không? Không biết. Rồi chú con kêu chú kia đây để hỏi. Đấy, chú hỏi cái. Rồi chú quay xong rồi đó. Kêu chú kia đây rồi cho chú hỏi cái xem nào. Ơi. Đây là sân Honda với xe hơi quý vị nhá. Quý vị thích để đâu để đây, cây cảnh chỗ nào cũng có. Đây. Và đây sân xe hơi đây. Quý vị để xe tải cũng được, đừng nói bán tải, quý vị để xe tải cũng được. Và giá căn nhà này là bao nhiêu nhỉ bạn nhỉ? 35. 35 tặng full nội thất. Full có còn thương lượng á. Ừ. Giá căn nhà này đó. Bác má anh chị, cô dì chú bác, mọi miền tổ quốc, kiều bào nước ngoài. Đấy, Tuấn Nguyễn vừa hỏi anh chủ nhà xong đấy. 35 tỷ còn thương lượng quý vị nhá, chứ không phải là 35 tỷ lấy hết đâu. 35 tỷ còn thương lượng tặng cho chúng ta full nội thất luôn. Đấy. Thì khách của Tuấn Nguyễn mua, anh chị, cô bác của Tuấn Nguyễn mua cũng như quý vị thôi. Ở trong đây rất nhiều, sẵn thì Tuấn Nguyễn review luôn. Đấy, quý vị nào mà có nhu cầu mua những căn biệt thự giá trị như thế này hoặc kiều bào nước ngoài thì liên hệ ngay với Tuấn Nguyễn. Đấy, Tuấn Nguyễn sẽ đưa quý vị đi xem là sở hữu những căn biệt thự cực kỳ siêu của VIP ở trong khu biệt thự cao cấp của quận 9 gần Khang Điền quý vị nhá. Đấy, vâng. Rất là đẹp, phải nói cực kỳ xịn sò luôn. Đây, Tuấn Nguyễn quay cái hình nhà cho quý vị biết xíu. Đây. Hướng này là hướng Đông Nam quý vị nhá. Đấy, hướng Đông Nam. Đây, căn nhà 3 lầu 1 trệt 300 m. Đấy, không gian mở, tặng full nội thất, giá 35 tỷ, thương lượng rất mạnh. Đấy, quý vị thấy căn biệt thự này ok
thì quý vị hãy liên hệ ngay với Tuấn Nguyễn. Đó, số điện thoại ở trên góc màn hình của chúng ta, Tuấn Nguyễn sẽ đưa quý vị tận tới đây. Đấy, muốn mua mấy căn cũng được, trong đây còn rất nhiều quý vị nhá. Đấy, mua mấy căn cũng ok luôn. Rồi, quý vị hãy vui lòng liên hệ với Tuấn Nguyễn. Và bây giờ Tuấn Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo.